Ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và trong buổi tối ngày hôm nay bên em có 6 cây iPhone đã qua sử dụng nhưng còn ở tình trạng zin chưa đúng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc, em quay rất là sát, rất là kỹ cho mọi người xem. Về chất lượng, máy là hàng zin chưa đụng ốc, chưa đụng bất cứ một con ốc nào, chưa bung mở và zin nguyên bản, chưa thay thế, sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Cây máy này thì viên pin theo máy còn rất là cao, pin zin theo máy thì còn ở mức 93%, ở mức rất là cao đối với dòng iPhone XS Max, hàng chuẩn chỉ là zin chưa đụng ốc, thông số pin là thông số chưa bị thay đổi đến thời điểm hiện tại. Cây máy này thì có mã số là 855T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 300 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 256GB. Máy này thì có màu trắng mọi người nhé. Về ngoại hình thì máy đẹp 99. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 84%. Cây máy này thì có mã số là 266T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 200 nghìn. Tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy rất là đẹp, mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 của bên em thì rất là đẹp mọi người nhé. Mọi người lưu ý là không phải là cứ báo máy đẹp 99 là đẹp như nhau mọi người nhé. Rất là nhiều bên sẽ gian lận về ngoại hình. Mặc dù là báo đẹp 99 nhưng mà thực tế chỉ đẹp khoảng 97, 98. Và những loại đó thì giá nhập rẻ hơn khá là nhiều. Viên pin zin theo máy thì còn ở mức 83%. Và cây máy này thì bên em có tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Khi thay pin thì sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người, chứng minh là máy của bên em bán cho mọi người chuẩn chỉ là hàng zin chưa đụng ốc, chứ không phải là chỉ nói bằng mồm bằng miệng. Nếu mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền. Cây máy này thì có mã số là 563A và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 200 nghìn. Và tiếp theo cũng là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB. Cái máy này thì có màu đen và về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc, hàng tuyển chọn. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn mức 92%, một mức pin phải nói là rất là cao đối với dòng iPhone XR, hàng chuẩn chỉ là chưa đụng ốc zin nguyên bản đến thời điểm hiện tại. Cây máy này thì có mã số là 528T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 400 nghìn. Mức giá bên em báo là giá trọn gói, trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc, tặng mọi người một bộ phụ kiện chất lượng, bao gồm một bộ cáp sạc nhanh 20W, ốp và cường lực. Bảo hành thì bên em bảo hành cho mọi người rất là dài, trong 12 tháng. Và ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin, thay pin miễn phí 12 tháng. Bên em có chính sách là bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử. Không ưng có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền của mình nhé, tức là trả lại không cần lý do gì cả. Và tiếp theo là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp mọi người nhé, bên em thì quay rất là sát, rất là kỹ cho mọi người xem. Và khi mà mọi người inbox hỏi bên em về máy thì bên em cũng sẽ gửi cho mọi người đầy đủ hình ảnh và video, bên em quay rất là sát, rất là kỹ, chụp rất là sát, rất là kỹ và rất là nét để cho mọi người có thể nhìn được những chi tiết nhỏ nhất ở trên máy để mọi người có thể ra được cái quyết định chính xác. Thật ra thì khi mọi người đi mua máy cũ thì cái hình thức của máy thì nó chỉ là cái tiêu chí thứ yếu thôi mọi người ạ, còn quan trọng nhất thì là chất lượng máy. Thì máy bên em đã bao cho mọi người là hàng zin chưa đụng ốc, tức là zin nguyên bản. Đây là loại máy hàng tuyển chọn nên là mọi người không phải lo lắng về chất lượng.
Cây máy này thì có pin zin theo máy là 82%. Máy có mã số là 158T và mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 800 nghìn. Và cuối cùng ở trong video ngày hôm nay là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế. 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp và rất là xuất sắc mọi người nhé. Ở đây có bám chút mồ hôi tay, em lau sạch mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đục ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng iPhone 12 Pro Max, hàng chuẩn chỉ là zin chưa đục ốc đến thời điểm hiện tại. Pin zin theo máy thì còn ở mức 88% mọi người nhé. 88% đối với dòng 12 Pro Max thì dùng còn rất là trâu. Máy có mã số là 669T và mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 800 nghìn. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Để đặt mua máy, mọi người vui lòng liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Cả hai số này của bên em thì đều có Zalo. Nếu ở trong video không có những loại máy, không có màu sắc hoặc không có những dung lượng mà mọi người cần tìm mua thì mọi người cũng hãy cứ inbox cho bên em. Đấy. Nhắn những yêu cầu của mọi người thì khi mà chọn được máy bên em cảm thấy là phù hợp với những yêu cầu của mọi người thì bên em sẽ báo lại. Tại vì có rất là nhiều máy. Đấy. Khi mà chọn về thì bên em sẽ bán luôn, tại vì có khách chốt luôn thì sẽ bán luôn chứ chưa kịp lên video mọi người nhé. Ở bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội. Thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông. Thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Và website của bên em là tuvanmobile.com. Và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì như mọi người thấy là số lượng máy của bên em rất là ít. Như ngày hôm nay cũng chỉ có 6 cây để giới thiệu với mọi người. Hôm nay thì thật ra là đi chọn được 9 cây nhưng mà 3 cây thì đã có khách chốt rồi. Nên là hiện tại cũng có 6 cây để giới thiệu với mọi người. Mặc dù là số lượng ít nhưng mà về chất lượng thì những cây máy này thuộc diện là hàng tuyển chọn mọi người nhá. Những cây máy này thì mặc dù là có nhiều tiền cũng không nhập được nhiều. Tại vì máy bên em bán thì nó khác so với đa số máy ở trên thị trường. Máy ở trên thị trường thì các shop thì đều phải nói là máy zin thì mới bán được. Nhưng mà hầu hết trong số đó không đạt được cái chất lượng là hàng zin chưa đục ốc mọi người nhé. Zin như thế cũng chỉ nghĩa là mên zin màn zin thôi, còn một số bộ phận ở bên trong thì có thể thay thế sửa chữa hoặc là đảo từ máy này sang máy khác. Còn máy của bên em là bao với mọi người là hàng zin chưa vặn một con ốc nào. Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tu Vân. Tổng hợp các video mở máy thì bên em đã để ở phía dưới phần mô tả. Mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuôi sạc thì mới có thể mở máy, và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé. Bên em bao mọi người là zin chưa đụng ốc, đồng nghĩa với đó là chưa bung mở máy một lần nào và chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Và những cây máy này thì bên em còn chọn cho mọi người là những cây còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Thì về chất lượng thì những cây máy như thế này khi mọi người dùng thì sẽ thấy là camera của máy cho ra hình ảnh rất là đẹp, mọi người có thể nhìn vào mắt camera. Đấy, không có bụi, không có bạc gì cả mọi người nhé. Màn hình của máy thì sáng đẹp, cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh. Về độ bền thì mọi người cứ an tâm là những cây máy này rất rất là bền. Đấy. Khi mọi người dùng giữ gìn thì sẽ sử dụng được rất là lâu dài. Còn ví dụ mọi người có lỡ tay đánh rơi đấy, thì cái tỷ lệ lỗi, cái tỷ lệ vỡ so với hàng dựng, hàng đã qua sửa chữa thấp hơn rất là nhiều mọi người nhé. Nếu là những cây hàng dựng, ví dụ như vỏ thay chẳng hạn, thì rơi sẽ rất là dễ vỡ vỏ. Kính ép thì rơi rất là dễ vỡ kính mọi người nhé. Và mên sửa thì rơi thì rất là dễ lỗi mên. Mên sửa thì có thể là mọi người dùng nóng máy thì có thể là cũng sẽ lỗi mên rồi. Chứ chưa nói đến là cái
trường hợp là bị rơi. Và về mức giá cả thì BM cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. So với thứ nhất là chất lượng hàng tuyển chọn, thứ hai là so với chế độ bảo hành và bán hàng rất là dài, rất là tốt. Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tú Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.